mấy công gì hả, mười mấy con ớt không đến đổi lỗ, đưa lại ba hành này chứ gì. Lỗ mấy trăm triệu hả? Lỗ nặng. Sao lỗ? Dụng vẽ bán không được giờ lỗ. À, cô bác quý anh chị thì bây giờ hai chú cháu với ông Dượng đằng sau lưng chạy đằng sau, không biết cô bác quý anh chị thấy không. Và bây giờ thì ở đây là khoảng 400-500 ký, 500 ký không chú? Khoảng 500 ký rau củ để chị vận chuyển vào cái khu cách ly. Khi mà đi đến đây thì nghe các chú các anh ở đây chia sẻ thì mình mới hiểu được cái những cái nỗi khổ của những người đang bị phong tỏa, những cái hộ dân ở đây cô bác quý anh chị. Thì mong sự chung tay góp sức của cô bác quý anh chị để cho đại dịch này cùng qua. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay Bùi Hồ cùng với lại chú của mình sẽ trên một cái chiếc xe dòng, một cái chiếc xe đẩy đằng sau như thế này để thu gom rau củ quả để chuyển lên một cái khu phong tỏa. Hiện nay thì cái khu phong tỏa đó với hơn 40 hộ đang bị phong tỏa cách ly, bị ngăn lại. Và hôm nay thì giờ này thì hai chú cháu với lại một ông Dượng Tám tiếp tục đi gom dưa leo rồi khổ hoa để mà chuyển về, ngày mai lên xe chuyển về cái khu phong tỏa đó. Thì mong cô bác quý anh chị cùng tiếp tục theo hành trình của mình nha. Hả? Xe này là xe lợi hại nhất trong tất cả các loại xe luôn á. Đó giờ đi xe này là xinh xò nhất luôn á. À, đây ông Dượng chạy đằng trước kìa. Cái niệm cực kỳ êm luôn á. À, cô bác quý anh chị thấy không? Xe này là mượn của hội chữ thập đỏ. Đâu lấy nào anh? Trong nhà đó anh, lấy trong nhà đó hết rồi anh. Đâu anh? Chưa. Vậy vô đây trước đi, vô đây trước đi. Cho cải luôn rồi. Có cải cái gì anh đem? Rồi hóng ra nhà vườn sao rồi? Mệt mỏi gì sao? Đuối luôn hả? Lần hả lỗ? Vậy hả? Không alo em. Đấy, ngày mai mốt có gì alo em đi em. Đợt ngày đi hơi nhiều quá. Đây có cải trắng đây cô bác quý anh chị. Mấy người làm về hết hả? Làm chủ đâu phải là khỏe ha? Khỏe đâu khỏe, bằng không ấy sao mình chi chứ. Ê hành còn hay chưa, mấy ký lấy hết không, cho luôn kìa. Lấy luôn. Ừ. Rồi bây giờ anh còn gì ở trong vườn mình nhiều nhất? Rừng. Rừng hả? Có đài nào binh rừng chứ ơi. Rừng với hành. Vậy hả? Cái này là anh đếm cho ha? Ừ. Anh đếm hôm trước mà mình mua rừng với cô bác của anh chị. Cho là dư rồi cho luôn. Dạ. Rồi nhiêu tiền nè? 620. Củ cải là bao nhiêu ký? 100 ký 400 ngàn. 100 ký 400 ngàn. Rồi tiếp tục cái gì nữa? 22 ký hành, 220. 220 ngàn nữa. 100 nữa rồi. Còn như tặng hết. Tặng hết luôn. Còn có rồi sáng em dặn gừng nữa mà. Gừng mà giờ bả ấy hết trơn không có nhổ thì mơi được không? Thiếu không? Em đi ăn chiến luôn á, đi ăn chiến lượt 1. Ờ. Bây giờ anh nhổ mớ đi. Đi giờ tôi nhổ cho. Ừ, được nhiêu hay nhiêu? Đi, mình đi nhổ tiếp luôn cho nó nhanh ha. Được không? Đi. Nhổ lâu không? Trời ơi, nhổ chưa được 15 bốc nữa. Không đủ 1 ký. 3 bụi. Hôm trước anh nói có gừng già đó, có không anh? Có. Bởi vì nãy chừa cho ông đó, ông anh tôi hút đem về con gái không trời. Nãy giờ sáng giờ quên tuốt. Gừng cũ á. Ừ, gừng cũ á. Gừng nó mới nên thuốc. Gừng đó nó uống ấm hơn. Gừng càng già càng cay mà. Gừng non này mua giá cao hơn mà lại không nên thuốc. Hai mấy ký hành thì anh đếm tính là 20 ký à? Rồi cái kia 100. Hai mấy ký nữa, to luôn á. Hả? Trời mưa này gần tốt không?
càng tốt. Nếu vậy là giả là lên đó hả? Có sót phải không? Không hả? Không sót hả? Sao không? Không, môi hết trơn. Môi luôn hả? Là hết đó ha? Thảy qua, vũ thảy qua đây cắt cái... Sáng cũng gì không nè? Ờ, cái củ này nó ngon nè. Bởi vì chừa cho ông đó, sáng chừa. Ông anh tôi cũng không biết lấy. Để đây ta cắt rồi. Bây giờ tôi mới điện ông, điện ông tôi chừa củ cho ông đó đây. Rồi, bởi vì em mới nói đó. Nhỏ vậy nó không gãy ngang thành. Ồ hay ha. Đi đến luôn đi. Mấy tháng à... Nguyên một cái công gần luôn nè. Này công không anh em? Hay mấy công? Này hai công nhà nước, công rưỡi cắt. À. Mướn người ta nhổ là ký nhiêu? Nhổ ngày, như mướn về được ông nhổ ngày 220, 28 nhổ mấy bữa. Bây giờ nhổ, bây giờ kêu nói ảnh nhổ trước tiên 10 kg vậy đi. 10 kg. Ờ. Ôi ô. Lúc đó mình trồng là mình trồng củ nhỏ lắm hả? Củ gì đó, trồng nhiêu đó. Trồng nhiêu hả? Nhiêu đó, da nhiêu đó. Ủa nó nở nhiêu là mình càng lời chứ sao mình. Coi như nó rẻ. Cũng có giá hay lời như 20 hay mấy ngàn lời. Dạ. Lời này nấp bao nhiêu? Đủ giờ 10 kg giờ, lấy 10 kg không? Chưa đâu. Cái đi hai chà. Ồ dữ ha. Nguyên công gần này ra không biết nhiêu tiền đó. Biết chưa? Nhổ vậy đó hả? Mấy người phụ nữ nhổ nhổ nổi không Tần? Phụ nữ lạc không à. Người ta ông nó nhổ. Ồ. Nè gần này là gần cùi đấy ha. Ừ, đó đó. Bởi vì không tôi chừa không chờ tôi. Để dành để chừa cho ông tôi để điện ông hoài mà lấy sáng tôi để dạ. Đi. Tao ông anh tôi sáng rồi ông lấy không? Không nói mẹ chứ. Lấy mà không nói anh. Tôi nhìn điện ông nó đi tôi lấy gần đi à. Dạ. Thông cảm đi. Thôi vậy mà mốt anh tặng em nguyên công gần này đi. Ừ. Hả? Ừ. Ừ hứa rồi đó nha. Ừ. Nó chơi anh. Công vậy là trúng có giá mình bán được nhiêu tấn anh? Công có như 20 ngàn ký này công bán 100 triệu, hồi khi rẻ thì lỗ. Những phần gia vốn nặng lắm, công tới 40 mấy triệu. Ủa sao trồng hay sao anh? Ừ thì giống thì cho. Ồ. Cái này mình rửa lại không? Ừ. Rửa lại không? Rửa không để gì. Rửa, như trồng xịt chút gì. Rửa lại không được. Nhưng mà rửa ra hay hơn phải không? Xịt cho nó sạch, nhưng con cho được. Ừ. Gần này đang phát nào quá. Gần này nó còn nhỏ phải không? Không, đúng nhỏ được rồi, đây mình mấy tháng là nữa, đây nữa là trắng nữa, nhưng mà không có gần này cỡ theo như cỡ 25 ngày tháng mấy, nữa. Mấy tháng là mình mới được nhổ anh nếm. 7 tháng, 8 tháng tùy theo. Có như giá cả nó rẻ thì để. Phân thuốc nhiều không anh? Cũng nhiều. Chích xong. Dương đáo hồi đó giờ có làm cái công việc này chưa? Gần chưa có làm không? Mình thấy cả 100 triệu vậy chứ vốn nó cũng 40-50 triệu đó hả? Rồi nhổ mướn nhổ nữa. Mướn nhổ 20 triệu hả? Làm công dữ lắm trời cái này á. Với ba cái ấy rồi đó. Ba triệu rồi đó. Chai bóng bình viên 200. Nhiều tiền lắm hả? Nhiều tiền công ha. Ừ tiền công dữ lắm. Viên bình 100 giữ 100. Ủa cái này ngon ha. Ủa anh ta con chứ. Gừng này là ta cần lắm luôn á. Ừ. Trong bao gói đó. Một tấn gừng là ví dụ như 20 ngàn ký. 20 triệu. 20 triệu một tấn gừng là 20 triệu. Tám giờ vừa hôm trước có 8 ngàn thì có 8 triệu. Không có 8-7 ngàn nữa. Dạ. Có gì mai mốt ủng hộ anh thêm. Mấy có khi chắc 40-50 ngàn đó hơn đó. Ừ. Bốn năm phần lên 40 ngàn đó. 40 ngàn lúc đó phê y luôn ha. Không nên đổi lỗ. Đưa lại ba hành này chứ gì. Lỗ mấy trăm triệu hả? Lỗ nặng. Sao lỗ? Chịu vẽ bán được cái dòng lỗ. Là công hành vốn nặng ha. Ừ.
Ông tính thì hồi bà đi bỏ mặn cho tôi mà bà lấy 4 tháng lấy tiền 2 tháng về sòng trả đâu, năm nay bà lấy tôi bao nhiêu tiền? Thì bà ngày chịu mấy. Trời ơi. Đất nhà không hả, là có mướn không? Mướn đất nhà tôi chạy lắm. Này mướn thôi. Dịch bệnh này bó làm tài. Không được gì đâu ha. Về bán đồ chở đồ bán được. Cái đang lật sợ còn sót gì hả? Ta lật cái sạch sạch chứ. Vậy là chú không biết rồi. Mới vào ngày. Rồi chưa đem ở giữa đây. À. Chục ký phải không? Chục ký, nhiêu đây dễ đủ. Thì miếng nó đi. Ờ. Nó là dư dư dễ. Hai bụi nữa đi. Ông là cô bác của anh chị. Nói chung là nhổ chưa được 15 phút nữa. Vậy là đỡ ra xịt thôi anh đó. Ừ. Để đó tiếp tục xịt tiếp. Rồi em gửi tiền 10 ký nhiêu tiền? 220. Là tổng cộng một lần của anh không là 820.000. Này anh đáp. Hồi lần anh bán là tới 25.000 ký rồi. Đó, đây là các mặt hàng mình mới mua rồi cô bác của anh chị. Ủa, cái bọc gừng của ai nữa? Ủa, đây bọc gừng của ai nữa anh đem? Bọc gừng không lấy hả? Ồ, vậy ta đem ra cho mình luôn hả? Không có, ngay chừa cho bà kia đó. À, chừa cho bà kia, để bà, cho bà đi. Ra đi. Ở đây là 100 kg củ cải. Với lại hơn 20kg hành để mới chuyển vào khu cách ly này. Chuyển lên xe trước ha. Rồi đó, nhiều lấy hết đi. Dạ. 40 ký rồi, 40 mấy ký đó. 40 mấy ký gì anh Lâm? Hành đó, hai mấy ký rồi, đưa luôn. Ồ, tốt kìa ha. Cảm ơn anh chị nha. Ôi, hành 40 mấy ký luôn á. 40 mấy ký hành đó. Mình mua có 20 ký à? Chưa, từ từ. Củ cải còn nhiều không anh em? Rồi. Ủa cải còn vài trăm ký hả? Này bao này đâu có 15-20 ký rồi trời. 15 ký, 16 ký. Một xe luôn à. Chồng lại luôn chút. Chưa. Quay YouTube. Chào cụ. Đây. Được không? Đủ không chú? Lát nữa mình ngồi trên đây. Lát nữa xe có dựng chạy không như chút xíu nữa chạy nhiều lắm á. Để thế chỗ này nè. Rồi đi. Cho nó gớt của người ta thường mất công. Vậy là xong hen đếm. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Nhà vườn có tâm. Vừa bán vừa cho. Con thưa bạn về. Chúc bà sức khỏe nha. Cảm ơn nha. Dạ. Chưa leo lên cái. Đếm ơi. Đi anh đếm rồi. Cô bác của anh chị thấy không? Tiếp tục mình hành trình đi thẳng về núi Cồn Tân Long nha. Dạ, đi lấy gì? Đi lấy dưa leo với khẩu qua 200 kg nữa. Nhiều khi nhà vườn người ta cho thêm. Vui không? Vui lắm á. Ngồi xe này mà ngồi mà chạy lâu chắc cái mông con trai luôn. Nhờ hên chạy đoạn đường cũng 4-5 cây hả chú? 6 cây á. Ngồi xe vậy nè, nhìn gặp xe vậy vui lắm á. Nói chung mình còn vui nói gì làm những người mà được nhận cô bác quý anh chị. Những người mà trong khu cách ly mà được nhận phải nói là một điều ấm cúng luôn á. Cái này là bao nhiêu ký này đó cô? À, cái này hết thảy là 250 ngàn. Mấy bịch dưa leo ta? 2, 4, 6, 7 bịch dưa leo. 4 bịch khổ qua. Là 250 ngàn. 150 ký. 150 ký.
cũng như là 2.000 ký hả? Hàng mấy ký hả? Khổ qua tới 6.000 ký. Khổ qua 6.000 ký. Ồ, trả gòi hả? Ờ, nó trả gòi. Đi xuống dưới lấy thương trả đi rồi cho bà. Dạ, chút trả tiền cho cô hả đó ha. Ờ, con cảm ơn. Ồ, lúng bánh đó hả? Ủa, sao kỳ vậy? Ủa, này nãy mới thay mà. Thay nó không đè đinh hay gì. Trời ơi, này cô bác anh chị mới thay rồi xe luôn. Mới thay cái gột xe luôn. Bị lấy đồ gột xe ở đây nữa nè cô. Rồi sao chú? Có chỗ nào thay không cô? Không, bị nãy mới thay gột. Mới thay gột nãy luôn. Bị đinh á, bị đinh á. Ô. Gần đây có chỗ nào thay nữa? Thôi bây giờ chạy lên chợ đi. Cứ bỏ lên đi, mình chở nhiều mình chạy đi. Lắc dập gột bỏ. Ủa chưa? Chị quay lại. Thôi chị quay lại cô bác Quýnh gì. Chưa thấy cảm giác nào mà đi xe nào mà nó bụi đời hơn xe này luôn á. Xe này hồi đó giờ có chở người không? Có. Hay là chỉ chở một mũ thôi không hai? Có bụi đời mà chở. Mà mát thiệt á. Thấy bụi đời kia không? Dạ. Ồ, ở đây là 3 bọc khổ qua ha. 4, ở đây 4 bọc khổ qua, đằng kia 2 bọc nữa cả là 6 bọc. Dạ. Để anh đem ra được. Dạ. Hết luôn ha. À, thấy 20 bọc á. Ủa, đẳng lấy chưa ạ? Rồi, còn ở đâu nữa không? Không, thì đẳng dưới đây không à. 440 mẹ. Là công có 200 mấy chục ký ạ? Cái này quá ngon, quá ngon rồi ta. Nhiều lắm. Ở đẳng cũng 3-2 bọc khu qua tốt ngon kìa ha. Có bữa nào ai ở đây có bán nguyên công không? Cô chưa hỏi người ta, tao mới biết người ta mới. Bữa nào cũng lấy rồi, không có hôm qua cách bữa ăn bữa dưa leo ngày nào cũng có. Rồi, nguyên công mình mua nguyên công ngợi hơn. Người ta hái cho mình ngợi hơn. Có đâu, người ta bẻ vô bọc con mấy thôi. Cái đầm chục à. Nhà bên đó bán đủ không nha. Bọc luôn mà có 400 mấy chục ngàn à. Hồi nãy là 11 bọc, dưới đây là 20, nó mua hết 20 mấy bọc mà. Ờ, 20 mấy bọc hả? Ừ. Ồ, đây giật. Này mơ mốt mình có mối đây, mình qua bên đây mình mua này, ngon. Đúng rồi, 21, 22 bọc á. Đây. Được không? Được không? Băng lại không? Băng, băng, hết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bọc. Và bên đây là hành. Hơn 20 kg hành. Với lại khổ qua. Với lại củ cải trắng. Với lại ngày mai mình để gạo lên. Với lại hộp dịch nữa. Mình có mua 500 quả hộp dịch nè. 500 trứng hộp dịch cho cô bác của anh chị. Hai xe này mới chở đủ. Không, hai xe không chở đủ. À, cô bác của anh chị thì bây giờ hai chú cháu với ông Dượng đằng sau lưng. Chạy đằng sau không biết cô bác của anh chị thấy không. Và bây giờ thì ở đây là khoảng 500 ký không chú? Khoảng 500 ký rau củ để vận chuyển vào cái khu cách ly. Và hôm nay thì thu mua giờ này để ngày mai tập kết lên ở nhà mình, để ngày mai chuyển lên Tân Quế. Và đây nè, bao nhiêu đây, chỉ có 1.000.000 thôi. Theo chia sẻ chút rồi chứ lên Sài Gòn chắc bán nhiều tiền hả chú? Theo như lên Sài Gòn bán cả 10 triệu quá. Nói không? Trả số lại, trả số lên. Phương xe quá hả? Dạ. Qua xong. Ồ. Rồi, bây giờ mình sẽ về cô bác quý anh chị. Ờ, cô bác quý anh chị, sáng nay thì Bùi Hồ sẽ vận chuyển hàng hóa lên khu cách ly ở xã Tân Quế á. Và đây là rau muống hôm qua mua của bà Bảy hôm trước á. Thì số rau muống này là mua của bà Bảy 200.000 đồng. Và mình có hôm qua thì có chuyển lại 500 trứng vịt. Để gì được không anh Hùng? Được. Vậy ha, 500 trứng vịt này là 1.2.500 đồng một trứng. 500 trứng là 1.2.500
1.100.000 như qua 1.250.000 đồng. Và đây là tất cả các rau củ mình mới gom nè. Hiện nay thì Bùi Hồ đang ngồi trên một cái chiếc xe ba gác nè. Lúc trước chiếc xe kia thì có yên, còn chiếc xe này là nó không có yên gì hết trơn. Sau một thời gian cũng khá là lâu, 15 gần 15 cây mà chạy gần cả tiếng đồng hồ, và xe của rau củ của mình đã đến cái khu cách ly này cô bác anh chị. Đó. Khu vực này bị phong tỏa hết rồi. Vô anh. Dạ. Dạ. Em còn nhiều đợt nữa. Dạ lấy hết xuống luôn. Chắc đây nè. Đây là chị Thúy hả? Thúy đây. Dạ. Ở đây cái của mình thì thường thiếu cái nhu yếu phẩm gì nhiều nhất nha chị Thúy? Cái này là có hồi sáng thì có nhu cầu hộ dân là rau củ quả này kia đó. Dạ. Còn gạo thì đang phát cho từng hộ. Ở trong đó hả? Đợt sau thì em sẽ tranh em hỏi để em biết để có ủng hộ thêm á. Dạ. Thì chắc có lẽ là chút xíu nó thì chị cho em xin cái số điện thoại. Rồi ví dụ thiếu nhu cầu nhu yếu phẩm gì thì chị cứ alo liên hệ với em. Dạ. Nha. Có cái kia là em ở Tân Bình. Tân Bình. Dạ. Khu vực em thì hỗ trợ những cái khu phong tỏa cách ly á. Dạ. Rồi, cảm ơn nhiều. Ở đây thì tổng cộng là bao nhiêu hộ hả chị Thúy? Cái này có cái danh sách khoảng nhiêu quà, khoảng nhiêu tiền à? Ở đây thì cũng khoảng gần 2 triệu. Hai triệu này là khoảng nhiêu mình tính nhiêu khoảng nhiêu tấn hay nhiêu ký? Mình tính ký. Có khoảng hơn tấn á. Hơn tấn. À. Dạ. Cái này danh sách của ông ấp ổng giữ rồi. Ở đây khoảng bao nhiêu hộ hả chú? Ba. 390 nhân khẩu hay là hộ? Hộ á. Hộ 390 hộ hả? Đây về mới về đây nè. Đây là cái khu mà cách ly nè. Khu vực cách ly này thì ở trong này thì có chú con xin phép quay cái thước phim để cho nhận đồng. Cái khu vực cách ly này á cô bác anh chị thì theo các chú chia sẻ thì nó khoảng 390 hộ. Và hôm nay thì đến đây cũng phải bảo đảm an toàn nè. Đó, cô bác anh chị thấy không? Khu cách ly phòng chống dịch Covid-19. Thì ở đây mình cũng có trang bị hết đầy đủ thiết yếu. Chút xíu nữa mình sẽ hỏi thêm. Đây, thì ở đây hôm nay thì em ủng hộ cái khu mình gồm có khổ qua, dưa leo, rồi gần với lại xả, rồi với lại hành, với lại hộp dịch rồi đó chị. Là anh bên Bùi TV gì Bùi Hồ không? Dạ. À, Bùi Hồ TV. Dạ chú con lên ngày qua con Tân Bình hay gì? Dạ con có ấy hộp dịch đó chú. Hộp dịch chú lát này gửi cho con lại cái khay, tại con mua của cái anh hộp dịch, anh cho mượn cái khay. À. Không có làm gì được hết á, nên là nữ là sự ủng hộ của mọi người là chính luôn. Ở đây là mình chuyển, mình chia phần mình chuyển hay sao chú? Vô bọc nhỏ chia ra, mình mua nhỏ cái chia ra. Phải có đem. À dạ. Em ra từ hôm nay ví dụ tôi cần dưa leo với hành thôi. Dạ. Còn ngày mai á thì chiều á thì tôi cần cải với rau muống. À rồi. Hộ đó yêu cầu gì ha? Đúng rồi. Bây giờ phân công ra. Phân công ra shipper á là chia ra khu vực, mỗi shipper là một tổ. Dạ. Rồi phụ trách khoảng chừng 19 20 hộ. Dạ. Rồi hoặc là 30 hộ một tổ. Xong rồi cái sáng nay cần gì, trưa làm gì, chiều làm gì thì xong. Ở đây là hơn 300 hộ. 390 hộ là trong khu vực này. Rồi mình mới 390 hộ thì cũng khoảng hơn 500 người. À trong đây có hộp dịch đó, cho mình để ra. Ừ. Dạ. Anh làm mới tiếp à. Đây để đâu. Cô. Anh truyền giùm em quay cái anh luôn. Ha. Rồi. Anh truyền em cái anh quay cái. Dạ. À, nói anh truyền em cái em quay cái là không phụ anh được. À đúng rồi đâu. Dạ. Ở đây rau củ căng nhiều ha chú Bình. Dạ. Rồi đợt sau con 2-3 ngày có gì alo chú, alo con chuyển lên. Dạ. Hộp dịch này ta cần nhiều nè. Đúng rồi. Ta để phát chia là bao nhiêu hộp, cái này bao nhiêu hộp đó. Cái này là 500 hộp. 500 hộp vậy là cho trong cái khu vực đó. Vậy 500 hộp khỏi đếm luôn. Dạ. Biết nữa mình chia ra. Dạ 500 hộp chú khỏi đếm. Mình biết nhiều hộ nhiêu. Dạ. Đó đừng dạ. Mình chia ra cho đều người mấy hộp gia đình đó.
Dạ. Cái này là mình luộc ăn cũng được, mình xào khổ qua cũng được, mà chiên cũng được. Chiên cũng được. Lấy cái này bãi. Hồng vịt này ngon. Bãi đây kia. Dạ. Xin mấy cái đi. Anh Nghĩa ơi. Cái này mình có cần chuyển lên cho xin mấy luôn mấy cái tấm này được không? Cái này là của cái người mà bán hộp dịch. Dạ. Đúng rồi. Anh có cần chuyển hàng lên không? Sẵn quay xe lại cho anh chị. Chị Thúy ơi, cái này chút xíu nữa. Chị mở cái bọc này ra giùm em, để cái này nó bị hầm hơi, nó bị chín á. Để cho ai mình mới đi cho giá hết trơn rồi, giờ cho gì nữa chị. Ở đây thì cái khu này hiện nay dậu cũng nhiều ha. Một bao vậy 10 kg hả chú? 10 kg đó. 10 kg. Dạ. Để đợt sau chắc có ấy, alo con chuyển gạo thêm. Tự phát từng dãy nha. Là tất cả ở đây thì những cái hộ phong tỏa thì đâu có lao động gì được đâu. Không, ở nhà ta dỗ luôn, đóng cửa phong tỏa rồi. Đóng cửa hết luôn hay chú? Mình đóng cửa tại nhà đó rồi. Ồ. Bây giờ ta cần cái gì thì mình làm cho ta nấy. Ta không đi ra đồng được hết luôn. Luôn muốn cần cái gì thì đằng đây mình làm hết. Dạ. Nhiều ca cần cái gì đó người ta đi mua thuốc hút cũng được ha, mua đi lãnh thuốc huyết áp mình cũng đi luôn. Ồ. Mình đi xuống tạm y tế người ta đưa cái cuốn sổ bảo hiểm bệnh như nào, cái thẻ bảo hiểm như một, nào. Mỗi một nhà như thế là đóng cửa hết luôn. Ờ. Đó, đóng cửa. Đừng anh dùng dịch anh mới làm cho nó tốt. Dạ nữa. Tốt quá ha. Ờ. Quay ngang mình chứ shipper mình hai đầu hết rồi, có giữ chốt hết. Dạ. Chú qua đây nè, chú một con rồi chú. Cái vậy thì mình phong tỏa đến nay là được bao nhiêu ngày hả chú Bình? Bữa phong tỏa này được là bữa 23 tây tới nay. 23 tây là ngày thứ 6 đó. Dạ. Thứ 6 rồi đó là khi Tết xong rồi. Liền luôn. Dạ. Cái điểm đó là phong tỏa liền luôn. Ờ, mỗi một nhà như thế là cứ ở nhà thôi, không đi qua nhà không khác đi luôn. Qua luôn. Gia đình nhà ai ở nhà đấy. Dạ. Cách gia đình mà. Dạ. Anh em lực lượng chức năng mình hỗ trợ khu vực phong tỏa có khó khăn gì không? Nói chung thì không có khó khăn gì. Anh em cũng cố gắng phải tìm kiếm giúp cho dân hết mình. Dạ. Không, bởi vì dân ở xóm ta cũng cho đồ ăn, một khi lỡ ăn nấu cơm ta đem lại cho mình ăn thì thị. Dạ. Cho này kia ăn. Ta cũng hỗ trợ lắm, người ngoài dùng phong tỏa nó cũng hỗ trợ. Có nghĩa là anh em lực lượng chức năng thì được rồi. Ừ. Còn bây giờ quan trọng là những cái hộ dân không lao động được ha. Ừ. Dạ. Thì bây giờ mình chở gạo phải lo cho người ta. Dạ. Đồ ăn uống đi chợ là nói chung đi hết luôn. Nhưng người ta cần đi mua thêm bột ngọt mình mới đi mua. Vì như rau củ quả hiện nay là có rồi. Dạ. Gạo có rồi. Chứ người ta mua bột ngọt, đường, ta mua thuốc men. Rau củ quả thì thường anh em hỗ trợ nhiều không chú? Những mạnh thường quân á. Nói chung cũng lai gai hoài. Dạ. Lai gai hoài. Dạ. Thường thì ví dụ như cái lượng rau củ như thế này nè chú Bình, thì sử dụng được bao nhiêu ngày ha? Theo cái lượng này là sử dụng được một ngày. Một ngày ha. Ừ, bị chia ra buổi sáng buổi chiều đó rồi. Ồ. Nói chung vậy là số lượng nó hơi đông. Dạ, vì phải cần một cái số lượng lớn. Ừ. Thì được sao? Như dưa nè, em chia ra người đó chừng ký thì ăn được buổi sáng buổi chiều rồi. Dạ. Nhiều khi nhập gia đình đông. Dạ. Bạn có muốn là nhiều hả? Ta nấu chua, bắp gỏi. Dạ. Này kia. Ồ vậy. Chỉ có cái dạ. Hộp dịch đó có thể mình cho người ta thì mình cũng cho mì đó, có thể rồi sáng ta ăn mì. Dạ. Chứ hộp dịch thì ăn sáng rồi kia. Dạ. Ta đói. Vậy thì chỉ có thể mà khi đến đây thì mới cảm nhận được cái khó khăn của những cái người mà ở trong những cái hộ bị phong tỏa, không đi đâu được, không làm cái công việc gì hết mà những nhờ lực lượng chức năng hết. Và đó là một cái điều cần thiết nhất để hôm nay để hỗ trợ đến đây, nói chung là rất là quý. Thời gian sắp tới thì con sẽ cố gắng vận động mạnh thường quân để tiếp tục hỗ trợ cho cái khu này, mong là mau hết dịch. Rồi con cảm ơn chú, chúc chú sức khỏe nha. Dạ. Chú anh luôn. Dạ. Đây cô bác của anh chị thấy hộp dịch nè. Chuyển có 500 trứng nhưng mà nói chú nói là cái này sử dụng trong vòng 1 ngày 2 ngày là ngày bữa đến ngày là hết luôn à. Bị buổi sáng chiều hết người. Dạ. Đứng trong hộp đâu. 5 hộp à. Người đứng 5 hộp. Dạ. Nhà tính ra hộ khẩu thì người gia đình cũng 5 hộp. À. Người 5 hộp. Cái này đi mua bọc phân cho. Dạ. Bởi vì chia theo hộ khẩu thì 500 hộp thì có người. Rồi thành nữ là về đây ở đây ở quê hương đi vòng vòng. À. Nói chung mua cái này nhiều là tốt. Hộp dịch. Có thể người ta mua theo lâu người ta đổ món, mua theo có thể người ta kho rượu được. Kho rượu được luôn. Ừ. Dạ. Chấm này kia hôm qua hoặc con muốn làm gỏi là chấm thịt kho rượu chứ không hộp dịch để ăn lâu được. Dạ.
Rồi. Hiện nay mấy tôi còn ở nhà mua thịt đi kho rượu. À, để ăn tuần lễ được luôn. Thì, có thể mình hạn chế đi chợ. Dạ. Yeah. Cũng cải đó, có thể là người ta làm hầm. Hầm đồ được. Ừ. Miếng thịt đồ ta hầm vô cũng được. Sáng nay thì khi mà đi đến đây thì nghe các chú các anh ở đây chia sẻ thì mình mới hiểu được cái những cái nỗi khổ của những người đang bị phong tỏa, những cái hộ dân ở đây cô bác quý anh chị. Thì mong sự chung tay góp sức của cô bác quý anh chị để cho đại dịch này cùng qua. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau. Xin chào.